Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên thứ 20. Nguyện Đức Giê-hô-va đáp lời ngươi trong ngày gian truân. Nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che chở ngươi. Từ nơi thánh sai ơn giúp đỡ ngươi, và từ Si-ôn nâng đỡ ngươi. Nguyện Ngài nhớ đến các lễ vật ngươi và nhậm những của lễ thiêu ngươi. Cầu xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước ao, làm thành các điều toan tính của ngươi. Chúng tôi sẽ vui mừng về sự cứu rỗi ngươi, và nhân danh Đức Chúa Trời chúng tôi dựng các ngọn cờ của chúng tôi lên. Nguyện Đức Giê-hô-va làm thành các điều ngươi sở cầu. Rày, tôi biết Đức Giê-hô-va cứu đấng chịu sức dầu của Ngài. Từ trên trời thánh, Ngài sẽ trả lời người nhờ quyền năng cứu rỗi của tay hữu Ngài. Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Các kẻ ấy bị khòm xuống và sa ngã, còn chúng tôi trỗi dậy và đứng ngay lên. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu. Nguyện vua nhậm lời chúng tôi, trong ngày chúng tôi kêu cầu. Chương 3. Trong vòng người Pha-ri-si có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi thánh linh thì cũng như vậy. Ni-cô-đem lại nói: Điều đó làm thế nào được? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Quả thật ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay, huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Và sự đoán xét đó là như vậy: sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng? Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu đi với môn đồ đến đất Giu-đê. Ngài ở với môn đồ tại đó và làm phép báp têm. Giăng cũng làm phép báp têm tại Ê-nôn gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước và người ta đến đặng chịu phép báp têm.
bấy giờ Giăng chưa bị bỏ vào ngục. Và môn đồ của Giăng có cãi lẫy với một người Giuđa về lễ tinh sạch. Họ đến cùng Giăng và nói rằng: Thưa Thầy, kìa, người ở cùng Thầy bên kia sông Giô-đanh mà Thầy đã làm chứng cho. Bây giờ đương làm phép báp-têm và ai nấy đều đến cùng người. Giăng trả lời rằng: Ví chẳng từ trên trời ban cho thì không một người nào có thể lãnh chi được. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói ấy không phải ta là Đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. Ai mới cưới vợ nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người. Khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng. Ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất lên là thuộc về đất, và nói ra cũng như là thuộc về đất. Còn đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài. Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe, song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài. Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật. Vì đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Cha yêu Con và đã giao hết mọi vật trong tay Con. Ai tin Con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Chương 39. Vả Joseph bị đem qua xứ Ai Cập thì Phô-ti-pha, người bản xứ, làm quan thị vệ của Pharaon, mua chàng nơi tay dân Ít-ma-ên đã dẫn đến. Joseph ở trong nhà chủ mình là người Ai Cập, được Đức Giê-hô-va phù hộ nên thạnh lợi luôn. Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thịnh vượng. Vậy Joseph được ơn trước mặt chủ mình. Chủ cắt chàng hầu việc, đặt cai quản cửa nhà và phó của cải mình cho chàng hết. Từ khi người đặt Joseph cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đức Giê-hô-va vì Joseph ban phước cho nhà người. Sự ban phước của Đức Giê-hô-va bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà hoặc ngoài đồng. Người giao hết của cải mình cho Joseph coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật thực của mình ăn mà thôi. Vả Joseph hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Sau các việc này, vợ chủ đưa mắt cùng Joseph mà nói rằng: Hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối và đáp rằng: Chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và này, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Thường ngày người dỗ dành mặc dầu thì Joseph chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. Một ngày kia Joseph vào nhà đặng làm công việc, vả chẳng có người nhà nào ở đó, thì người bèn nắm áo chàng mà rằng: Hãy nằm cùng ta. Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Khi người thấy áo còn lại nơi tay mình và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy, bèn gọi người nhà mà nói rằng: Bay coi, họ khéo đem vào nhà một thằng Hebrew để chọc ghẹo ta. Nó lại gần toan nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên. Vừa khi nó nghe ta cất tiếng la thì tuột áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài. Người bèn để áo của Joseph bên mình, đợi khi chủ về nhà, học lại cùng chủ y như lời trước rằng: Thằng nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đặng chọc ghẹo tôi. Nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi rồi chạy trốn ra ngoài. Vừa khi chủ của Joseph nghe lời vợ nói rằng: Đó, kẻ nô lệ ông làm điều như vậy, thì nổi giận phừng phừng, bèn bắt chàng đem bỏ vào tù, là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy chàng ở tù tại đó. Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục. Chủ ngục giao hết các kẻ tù trong tay Joseph, chẳng việc chi làm qua khỏi được chàng. Chủ ngục
chẳng soát lại những việc đã ở nơi tay Joseph. Vì có Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, xui cho việc chi chàng làm cũng được thịnh vượng. Chương 40. Mấy việc này qua rồi, sải có quan tửu chánh và quan thượng thiện của vua Ê-díp-tô phạm đến chúa mình. Pha-ra-ôn nổi giận cùng hai quan mình là tửu chánh và thượng thiện, bèn đem họ cầm ngục tại dinh quan thị vệ là nơi đang cầm Joseph. Quan thị vệ cắt phần Joseph hầu việc hai quan đó. Họ bị ngồi ngục một ít lâu. Cùng trong một đêm, quan tửu chánh và quan thượng thiện của vua Ê-díp-tô đang bị cầm ngục, thấy một điềm chim bao. Mỗi người một chim bao, và mỗi chim bao có ý nghĩa rõ ràng. Sáng mai, Joseph đến cùng họ, nhìn thấy sắc buồn bực bèn hỏi rằng: "Ngày nay, sao hai quan có sắc mặt âu sầu vậy?" Đáp rằng: "Chúng tôi có thấy một điềm chim bao mà không ai bàn dùm." Joseph rằng: "Sự bàn chim bao há chẳng do nơi Đức Chúa Trời ư? Xin hãy thuật lại điềm chim bao của hai quan cho tôi nghe đi." Quan tửu chánh thuật điềm chim bao mình lại cho Joseph mà rằng: "Trong chim bao, tôi thấy một gốc nho ở trước mặt tôi. Gốc nho đó lại có ba nhành. Dường như thấy nhành nảy chồi, trổ bông, chùng có trái chín thì phải. Tay tôi đang cầm cái chén của Pharaoh. Tôi hái nho đó, ép nước nho vào, rồi dâng tửu bôi vào tay Pharaoh." Joseph nói: "Ý nghĩa chim bao đó là thế này. Ba nhành nho tức là ba ngày. Trong ba ngày nữa, Pharaoh sẽ tha quan ra khỏi ngục, phục chức lại. Quan sẽ dâng cái chén của Pharaoh vào tay người như cũ, như khi còn làm chức tửu chánh. Song khi quan được hưởng lộc lại rồi, xin nhớ đến tôi, làm ơn tâu cùng Pharaoh về nỗi tôi và đem tôi ra khỏi chốn này. Vì tôi bị người ta bắt đem ra khỏi xứ của người Hebrew, và tại đây tôi cũng chẳng có làm tội gì mà bị cầm nơi lao lung này." Quan thượng thiện thấy Joseph bàn mộng được tốt bèn nói: "Còn trong điềm chim bao của tôi đây, tôi đội ba giỏ bánh trắng trên đầu. Trong giỏ cao hơn hết có đủ món thực vật của thợ làm bánh hấp cho Pharaoh. Chim đáp vào giỏ trên đầu tôi ăn các món đó." Joseph đáp rằng: "Ý nghĩa chim bao này là ba giỏ tức là ba ngày. Trong ba ngày nữa, Pharaoh sẽ xử trảm quan, sai đem treo lên cây cho chim chóc ăn thịt quan vậy." Đến ngày thứ ba là ngày sinh nhật của Pharaoh, người bèn bày tiệc đãi cả quần thần và tha quan tửu chánh cùng quan thượng thiện ra khỏi ngục. Pharaoh phục chức quan tửu chánh lại như xưa, đặng quan này dâng tửu bôi vào tay mình, nhưng lại hạ lệnh đem treo quan thượng thiện y như lời Joseph đã bàn ra. Đoạn, quan tửu chánh chẳng còn nhớ đến Joseph nữa, quên người đi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.